Đối với một công ty về sản xuất đấy thì trước tiên là mình phải có định mức của nguyên vật liệu. Định mức thì hôm trước mình đã hướng dẫn cho bạn cái cách tính định mức áng chừng cho một thành phẩm, số lượng vật tư của một thành phẩm là bao nhiêu rồi. Vâng. Định mức xong thì mình quay ra hạch toán các hóa đơn mua vào và bán ra. Hạch toán hóa đơn mua vào trước theo thứ tự thời gian. Thì đối với nguyên vật liệu mua vào thì mình sẽ vào mua hàng. Chọn chứng từ mua hàng hóa. Chọn mua hàng trong nước nhập kho. Chưa thanh toán hay thanh toán ngay thì mình sẽ tích vào và điền thông tin là mua cái gì thì mình ghi ra. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn và ngày hóa đơn cũng là ngày là ở trên hóa đơn. Mua hàng là mua hàng hóa gì, nguyên vật liệu nào thì mình chọn đúng nguyên vật liệu đó. Chọn kho và điền số lượng đơn giá thành tiền vào. Sau đó sang phần thuế, điền thuế xuất nếu có. Còn nếu không có thì thôi. Thế này chị bảo em là Còn cộng cả vào. đúng rồi. Còn đối với lại những mặt hàng mà bán ra nó không chịu thuế mà đầu vào chịu thuế thì đương nhiên là công ty mình sẽ không được khấu trừ thuế Vâng ạ. và cũng không hoàn thuế. Do đó, tiền thuế đó mình sẽ cộng vào với lại tiền hàng luôn. Được chưa nhỉ? Vâng ạ. Đấy là đối với lại mua nguyên vật liệu. Còn mua hàng hóa thì cũng tương tự thôi. Thay vì chọn mã nguyên vật liệu thì mình chọn mã hàng hóa. Và kho ở đây sẽ là kho hàng hóa. Và tài khoản kho là 156 nếu như nó là mua hàng hóa. Hàng hóa ở đây là gì? Là những cái mình mua về và mình bán đi. Không qua quá trình chế biến sản xuất gì cả thì nó là hàng hóa. Còn đâu hạch toán thì vẫn điền thông tin như bình thường. Còn đối với lại mua công cụ giống như mua bao đây này về nhập kho thì mình cũng chọn mã công cụ mà mình muốn nhập kho và cũng chọn kho là kho công cụ là kho 153 nợ 153 và có cho 331 hoặc 111. Số lượng đơn giá thành tiền điền đầy đủ làm sao cho nó bằng với lại tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Và những công cụ này mình mua về nhập kho là đối với những công cụ mà mình mua về với số lượng nhiều, đơn giá của nó ít và xuất ra sử dụng một lần thì lúc đó mình mới nhập kho 153. Còn đối với những cái công cụ như là máy móc thiết bị về mình mua sử dụng có thể phân bổ dần để ghi nhận vào chi phí ấy thì lúc đấy mình phải hạch toán ở trong mua hàng trong nước không qua kho. Và tài khoản là ở đây là phải là 242. Còn mã công cụ này thì mình sẽ tạo một mã mới. Ví dụ như là công cụ dụng cụ 01 chẳng hạn. Xong rồi vẫn điền tên. Ở đây ví dụ như là máy ép. Nhưng mà cái công cụ này là nó phải có giá trị dưới 30 triệu. Tính chất chọn chỉ là diễn giải là được. Sau đó nhấn cất. Đấy là đối với những cái công cụ mà mình mua về với giá trị lớn dưới 30 triệu nhưng mà có thể sử dụng lâu dài thì phải hạch toán trong mua hàng không qua kho như vậy. Vâng ạ. Và tài khoản chi phí nhớ là 242 thì lúc đó mới ghi tăng được công cụ dụng cụ. Vẫn điền số lượng đơn giá thành tiền và thuế bình thường. Và đối với những cái công cụ mà mình mua về phân bổ lâu dài hoặc là tài sản cố định ấy thì cuối tháng hoặc là ngay tại thời điểm đó mình vào công cụ hoặc vào tài sản cố định mình chọn ghi tăng hàng loạt để mình ghi tăng và phải tham chiếu đến chứng từ mua hàng không qua kho bởi vì bước 1 mình đang làm ở trong mua hàng không qua kho. Chọn kỳ có những cái chứng từ mà đang cần ghi tăng nhận lấy dữ liệu. Ở đây nó sẽ hiển thị lên cho các dòng dòng nào có nợ tài khoản 242, có tài khoản khoản nợ này là 242 thì mình tích vào ô vuông của dòng đó để nhấn chọn. Vâng. Và phần mềm tự cập nhật các thông tin lên trên chỗ phần ghi tăng này. Thì lúc đó bạn chỉ cần điền lại đơn vị tính và điền lại số kỳ phân bổ. Chọn đơn vị sử dụng phù hợp. Cái công cụ này dùng cho bộ phận nào thì mình chọn. Ví dụ văn phòng thì thiết lập phân bổ là 642. Còn đối với sản xuất thì phải nhớ chọn lại thiết lập phân bổ là 154 và khoản mục là sản xuất chung dụng cụ sản xuất. Đấy là đối với lại công cụ mà dùng cho sản xuất. Chọn đầy đủ xong rồi thì nhấn ghi tăng. Phần mềm sẽ cập nhật chứng từ ở trong phân hệ chỗ ghi tăng này này.
Và lúc đấy mình sẽ lấy dữ liệu, nếu như mà sai công cụ nào thì mình phải tích mở công cụ đó ra để mình sửa lại thông tin cho đúng. Sửa xong thì lại nhấn cất. Đó là công cụ dụng cụ. Còn tài sản cố định sau khi mà hạch toán ở trong 211 rồi thì mình vào phần tài sản cố định này, xong rồi nhấn ghi tăng. Tài sản này thì nó chỉ ghi tăng cho từng tài sản một thôi. Và mình điền thông tin của tài sản đó vào đây. Mã tên tài sản tự điền vào. Loại ở bên mua hàng không có kho, mình hạch toán nó là máy móc thiết bị hay là phương tiện vận tải hay là thiết bị thì mình phải chọn đúng ở bên phần thông tin chung trong phần loại tài sản này. Mục đích là gì? Là để phần mềm tự cập nhật tài khoản nguyên giá. Làm sao tài khoản nguyên giá bằng tài khoản ở bên phần nguồn gốc hình thành, ở phần chỗ tài khoản nợ này. Vâng. Sau đó xem thông tin khấu hao, điền nguyên giá của tài sản vào và chọn số tháng cần phân bổ. Số tháng cần phân bổ này thì phải căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 45 để đưa ra số kỳ phân bổ cho phù hợp. Mức tối đa là 50 năm, tối thiểu là 5 năm đấy, tùy từng tài sản cố định. Đấy, trong thiết lập phân bổ này thì dùng cho bộ phận nào thì chọn tài khoản sử dụng là tài khoản tương ứng. Ví dụ như là dùng cho bộ phận sản xuất thì tài khoản chi phí ở đây phải chọn là 154 và khoản mục chi phí là sản xuất chung khấu hao. Còn nếu như mà dùng cho bộ phận văn phòng thì tài khoản chi phí là 642 và không chọn khoản mục chi phí. Nguồn gốc hình thành phải sang nhấn chọn chứng từ. Chọn kỳ mình cần chọn cái liệu mà mình đã hạch toán. Lấy dữ liệu thì ở đây nó sẽ hiển thị lên cho mình cái chứng từ mà mình đã hạch toán là bước mua hàng không qua kho thì tích vào nó, nhấn đồng ý là được. Khi mà đã tập hợp đủ chứng từ rồi thì nhấn ghi tăng. Đối với tài sản cố định khi ghi tăng thì chỉ cần bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 điền đầy đủ các thông tin là được. Đấy là đối với lại phần mua hàng, bao gồm mua hàng hóa, mua công cụ, tài sản và mua công cụ về nhập kho. Còn trường hợp đối với mua hàng là mua dịch vụ thì sẽ phải vào mua hàng chứng từ mua dịch vụ. Nếu như mà mua dịch vụ dùng thẳng cho sản xuất, không nhập kho gì cả thì hạch toán thẳng vào tài khoản 154. Số lượng đơn giá thành tiền điền vào. Còn nếu như mà dùng cho bộ phận văn phòng như kiểu là văn phòng phẩm hay tiếp khách thì tài khoản chi phí ở đây là 6422. Và các thông tin ở trên này thì cũng điền đầy đủ như bình thường. Và đặc biệt phải sang phần thuế điền số hóa đơn vào để phần mềm cập nhật cái số tiền này lên trên tờ khai thuế để ghi nhận cái giá trị chi phí mà mình sẽ ghi nhận ở trong năm. Vâng. Đấy là các cái nghiệp vụ liên quan đến mua vào. Bước thứ hai, hạch toán mua vào xong thì sẽ đến bán ra. Bán ra thì vào phân hệ bán hàng, chứng từ bán hàng để hạch toán. Và chọn lần lượt chọn các mã thành phẩm mà mình cần bán ra, điền số lượng đơn giá thành tiền và tích vào kiềm phiếu xuất kho ở phía trên này. Đấy, và điền số hóa đơn cần bán ra là được. Bán ra thì đơn giản thôi, không có gì. Còn đối với lại nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng thì đối với nghiệp vụ nào là thu tiền thì vào thu tiền thì vào chi tiền để hạch toán. Bước tiếp theo là đến kho. Sau khi mà mình hạch toán bán ra rồi thì căn cứ vào cái số lượng thành phẩm bán ra đó để lập lệnh sản xuất và lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu, lập phiếu nhập kho thành phẩm cho những thành phẩm mà mình sẽ bán ra. Thì vào phân hệ kho này này, báo cáo phân tích này, chọn báo cáo, chọn sổ chi tiết vật tư hàng hóa, chọn kho thành phẩm, chọn tất cả các thành phẩm, nhấn đồng ý. Thì lúc này phần mềm sẽ lên được cho mình các cái thành phẩm mà mình sẽ xuất bán ra, nhìn ở cột số lượng xuất này này, để mình lập lệnh sản xuất và lập phiếu nhập kho thành phẩm cho thành phẩm mà mình cần xuất ra, nhìn thấy không? Đấy. Vâng. Nhìn vào cái cột số lượng xuất này, lúc đấy là nó chưa có cái nhập đúng không? Lúc đấy nó Vâng. chỉ có xuất thôi, thì nhìn vào thằng xuất này để lập lệnh sản xuất, lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu và nhập kho thành phẩm. Thì lập lệnh sản xuất thì vào kho chọn lệnh sản xuất.
Chọn tên thành phẩm mình cần bán ra. Chọn số lượng cần bán. Ngày lập lệnh sản xuất bao giờ cũng phải trước ngày bán ra. Lập xong thì nhấn cấp và lập phiếu xuất kho. Lập phiếu xuất kho này thì ngày xuất kho sẽ bằng với lại ngày của lệnh sản xuất. Lập xong phiếu xuất thì đến lập phiếu nhập. Trong quá trình mà lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu thì phải lưu ý là chọn khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp. Đúng chưa nhỉ? Đây, Vâng. lập phiếu xuất kho đây. Phải chọn thống kê là nguyên vật liệu trực tiếp. Đây là xuất kho, là xuất kho nguyên vật liệu theo lệnh. Đấy, chứ không phải là xuất kho bán ra thành phẩm. Còn ngày của trên phiếu nhập kho thì trước ngày xuất hóa đơn bán ra một ngày là được. Còn muốn khai báo định mức nguyên vật liệu thì vào danh mục vật tư hàng hóa. Vật tư hàng hóa mở ra thành phẩm mà mình cần định mức. Đây, chọn đỏ táp định mức này. Trong trường hợp mà mình đang làm ở những năm trước rồi nhưng mà muốn thay đổi một chút về vật tư tăng hoặc giảm thì không được sửa trong định mức này mà phải vào đâu? Khi mà lập lệnh sản xuất thì sửa trực tiếp ở trong lệnh sản xuất này luôn. Ví dụ như là cái ure xanh này muốn thay hóa chất là 1,5 chẳng hạn thì lúc đấy mình sẽ chỉnh luôn ở trong này luôn. Vâng. Hoặc là ure này muốn thay nó lên là 0,9 thì mình thay ở đây là 0,9 thì tự nó sẽ nhân lên số lượng cần xuất ra để sản xuất cho 20.000 kg này. Đấy. Vâng. 20.000 kg này là 2 tấn đúng không? 20 tấn ạ. 20 tấn. Bởi vì sao mình lại hỏi thế? Bởi vì nhiều khi mình định mức nhầm. Vâng. Đấy, ví dụ như là cái này kg thì cái này nó cũng phải là kg, mà cái này mà kg mà cái này là gam là không phải, đúng nhỉ? Cái này là 20.000 kg mà cái này tổng tất cả của nó là 14.800 ấy. Đấy thì Vâng. còn được chứ này, tổng của nó lại có 10 14,8 là không được, đúng không? Vâng ạ. Hoặc là nó lại là bằng 148.035 thì lại không phải. Đấy thì Vâng. cái số nó phải tương đối nhau. Nó có sự chênh lệch quá lớn là mình phải xem thống nhất cái đơn vị tính hay chưa. Rồi, Vâng. ok. Sau khi lập lệnh sản xuất, lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu và phiếu nhập kho thành phẩm xong thì vào kho tính giá xuất kho để phần mềm cập nhật giá của những nguyên vật liệu mình xuất ra để sản xuất để tính giá thành. Tính kho xong, tiếp theo sẽ vào chứng từ nghĩa vụ khác để hạch toán về lương. Nghe nhỉ? Vâng. Trích lương và trích bảo hiểm. Chi lương và chi bảo hiểm để ghi nhận vào chi phí. Trích lương thì hạch toán là gì? Nợ tài khoản 642 hoặc là 154 đối với bộ phận sản xuất và có cho 334. Còn trích bảo hiểm thì là có hai cái, một là trích bảo hiểm trừ vào chi phí doanh nghiệp. Thì nợ 642 hoặc 154 có 338, 384 và 85. Còn trích bảo hiểm trừ vào lương nhân viên là nợ 334 có 338, 384 và 85. Tất cả các nghiệp vụ trích lương và trích bảo hiểm mình đã cho ghi rất là kỹ, mở ra để xem lại nghiệp vụ nhé. Vâng ạ. Xong thì mình sẽ quay ra tính giá thành. Tính giá thành là của mình là theo phần sản xuất liên tục giản đơn thì mình lần lượt sẽ tính như sau. Và phân hệ giá thành ở đây, chọn sản xuất liên tục giản đơn và lần lượt thực hiện bước 1, bước 2. Cứ làm theo thao tác của nó là được. Xác định kỳ tính giá thành, sau đó nhấn cấp. Bước thứ hai là tính giá thành, sau đó nhấn phân bổ chi phí, nhấn tiếp theo, rồi cứ thế thực hiện thôi. Vâng. Rồi ok. Trước khi tính giá thành thì hôm trước mình bảo là phải lên tờ khai thuế, đúng chưa? Mục Vâng đích ạ. của việc lên tờ khai thuế là gì? Là để xem mình hạch toán đúng hóa đơn mua vào và đủ hóa đơn bán ra hay chưa, để tránh trường hợp bị sai sót ấy, dẫn đến sai số liệu của giá thành thì mình phải lên tờ khai thuế trước. Lên tờ khai thuế xong thì mình tính giá xuất kho lại một lần nữa là được. Còn ở đây chưa tính được giá thành là vì mình chưa hạch toán xong lương đâu. Vâng ạ. Ừ. Thì cái bước giá thành này buổi sau mình sẽ cho bạn ghi đầy đủ sau khi mà bạn đã làm lương đầy đủ nhá. Ừ. Đấy thì tất cả những cái quy trình để mà lên được giá thành thì nó làm giống như mình nói như vừa nãy. Còn bước giá thành và lên báo cáo tài chính thì mình sẽ lại hệ thống tiếp.
một buổi tiếp theo. Như vậy là bạn đã được đi đầy đủ tất cả các vấn đề theo đúng một trình tự của kế toán luôn, đúng theo thực tế mình làm ấy. Bây giờ là em còn thiếu lương thì em vào lốt lương đúng không? Đúng rồi, bây giờ bạn sẽ vào lốt lương đi, xong rồi là kiểm tra lại thông tin một lần nữa xem đúng và đủ hay chưa đấy. Rồi buổi sau mình hướng dẫn tính giá thành. Còn đối với lại báo cáo hàng quý, như mình đã nói với bạn rồi, cái file mà mình gửi cho bạn là gửi học viên tham khảo đâu? Đây này, trích lương, trích bảo hiểm các kiểu này, ghi rõ rồi đấy. Vâng. Nói chung cơ bản thì là chị có ghi rồi, xong chỗ nào em không hiểu thì em hỏi lại, xong rồi em lại ghi lại theo ý hiểu của em ấy. Ừ, ở đây này, ghi rồi này. Vâng. Vâng đấy, thì là cái này chị ghi cho em rồi. Nhưng cái gì mà cho ghi rồi thì mình phải 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 cố gắng mà nhớ thôi. Thế thì nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi, có nghĩa là nó chỉ cũng có như là hạch toán mua vào bán ra, lệnh sản xuất mấy các thứ, xong rồi đến cuối tháng cuối quý là nộp báo cáo, thế là xong thôi đúng không? Đúng đúng, chính xác. Vấn đề là cái quan trọng của thuế là mình phải biết cách xử lý thôi. À, cách định mức nguyên vật liệu thì mình phải biết cách áng chừng như thế nào đấy, cái đấy hướng dẫn rất là kỹ luôn. Còn xử lý tiếp về sau nữa thì là sau khi tính giá thành thì mình mới xử lý tiếp, thì cái đấy phải hướng dẫn sau ở buổi sau. Tất cả cơ bản thì là em cũng hiểu rồi. Ừ. Còn một cái chỗ mà cái phần lương là tí nữa em làm này, thì vừa nào thì em sẽ hỏi thêm sau. Chỗ hạch toán ngân hàng ok rồi này, cái mua vào bán ra ok rồi, còn lại cái mà chị bảo em là tính chi phí như thế nào ấy, tính cái định mức nguyên vật liệu của mình ấy, đấy em chỗ đấy em cũng biết làm rồi, nhưng mà em chưa kiểu như là cũng chưa được ấy lắm ấy, kỹ càng lắm ấy. Lúc nào mà nói chung là nào cái định mức đấy ấy nó không thể chuẩn được 100% đâu, là xem thôi. Sau này nếu mà nó lãi chẳng hạn là mình phải chế thêm vật tư vào. Vâng. Đấy, chứ không phải là cái định mức đấy là nó zin chuẩn 100% là sau này cứ thể áp dụng được. Tương đối thôi, để sau này mình có cái in ra, khi cơ quan thuế hỏi thì mình có thôi. Vâng ạ.